ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានឥឡូវយើងមកនៅជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងរបៀបធ្វើណែមឆៅឥឡូវយើងមានបង្គាយើងស្រុះឆិនហើយយើងបកឲ្យហ្នឹងបងហើយនឹងសាច់ជ្រូកបីជាន់គោយើងស្រុះឆិនដែរហើយយើងហាន់តូចៗជាងមកហើយទឹកសក់យើងក៏យើងកាត់ជាងមកហើយនឹងសាឡាត់ហើយនឹងសណ្ដែកបណ្ដុះយើងស្រុះហើយហើយនឹងជីក្រហមនំបញ្ចុកឥឡូវយើងមើលគ្រឿងធ្វើទឹកត្រី មានអំបិលមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងការ៉ុតយើងចាក់ទៅទៅទៅយើងមកហ្នឹងទៅដាក់លីងទឹកដៅយើងតាមហើយសម្រាប់ធ្វើហើយហ្នឹងទឹកត្រីស្ករសទឹកខ្មេះនិងប៊ីចេងបងប្អូនអានេះសម្បកណែមសម្បកណែមយើងឥឡូវយើងទៅមើលរបៀបធ្វើតែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ដើមមូណែមយើង ហើយយើងយកសម្បកណាមកទៅលក់ទឹកបន្តិចណាបងប្អូនអាចលក់យូរទេហើយលក់យូរវាអាចស្អិតយើងមួយអត់កើតទេហើយយើងមួយនោះមួយឲ្យយើងលឿនបន្តិចកណ្ដាយូរវានឹងស្អិតបងប្អូនណាលក់ឲ្យមួយលឿនតិចមកហើយយើងដាក់សាឡាត់ហើយដាក់ត្រសក់ហើយនឹងស្បែកបណ្ដុះជីនំបញ្ចុករួចដាក់អាដែងបង្គាយើងបីៗក្រប់ណាបងប្អូន dùng mua dùng món lớn nam và dưỡng nhiều mua người hết ông bố đuổi rồi hết nam dưỡng mua hỏi hỏi hay chỉ mình tỏ dưỡng từ thua từ tây dương chỉ lúc thêm đòn tới hay nói dưỡng chăm đòn thua từ tây dương hay đồng bốn đặt tật môn kê máu thực xã luôn có tự dưỡng đầm phù hợi hay chỉ mình tỏ đặt tật tây mình tỏ mới đặt cò só cái chi bên tối đó chi bên tối mới đó hầm bẩn em tối đã tức mấy hôm bốn em cô thì chắc rồi vì cô ấy sọc chứ không có chua chết nhỉ hay nói dân cô sọc mấy hôm bốn thì chi bên tối dân đặt từng xo từng cửa hóa nâng cửa rớt chua máu thì trông cõi đó đây xin lại đây lý dương cô so pin mỏ thì nó tức tay rồi dưới phơi ruồi ông ổn của ai nhà mà tới thì vô từ nhầm thêm đòn tới ai lâu làm sao rồi bao dưới khơi thở ruồi đó ông ổn dương phơi hỏi hỏi dương phơi dương mua hỏi dương phơi tức tay hỏi rồi bây giờ đầu lúc sao mưa mưa thì anh ấy dương chọn cắt mình chế cơ bản nhám mà dương cắt từng hoặc chế nhám cơ bản đã cắt chỉ lụa cơ bản đấy mà dương lụa chẳng máu và những men bằng ổn hãy lâu đuôi lo lắng bằng ổn này trong cõi xôn hoa quân bằng ổn để bàn tiền là biết ổn trong bàn đoàn đoàn chất hãy bảo phân chất biết ổn xôn tui chơi subscribe like share comment tui xe phần đắng là bấy tự tui bán biết ổn quay quay chi bằng tỏ tiền xôn hoa quân xôn chơi liền liền.